Em chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh với màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 12 tháng 1 năm 2021, em Bình sẽ giới thiệu và cập nhật tất cả các dòng xe mà hiện tại em còn đang bán tại cửa hàng. Dịp bây giờ là dịp cận Tết rồi thì giá xe nó cũng có tăng nhỉnh một chút các bác ạ. Thì ngay sau đây em sẽ báo giá cho các bác một cái giá tham khảo thôi, giá chúng ta còn thương lượng và còn linh động các bác ạ. Các bác thích chiếc xe nào thì có thể inbox hoặc là có thể alo trực tiếp cho em để em sẽ gửi ảnh chi tiết cho tất cả các bác. Bây giờ như thường lệ em sẽ đi một vòng, quay sơ qua sơ bộ để giới thiệu cho các bác cả xe thôi. Còn tất cả xe hiện tại em đã làm clip chi tiết rồi các bác nhá. Bây giờ xin mời tất cả các bác chúng ta đi vào chi tiết chính ạ. Dạ vâng, như tôi đề thì hôm nay em sẽ xin phép các bác là báo giá và quay tất cả các xe mà hiện tại em còn đang bán tại cửa hàng để cho tất cả các bác chúng ta tiện dễ cập nhật. Thì trước mắt các bác đây là chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất năm 2013. Xe chạy chỉ có loanh quanh 6 vạn thôi, màu đen, tên tư nhân biển Hà Nội các bác nhé. Về chất lượng xe của em thì em nhấn mạnh lại các bác là em không bán xe lỗi, không bán xe đâm đụng và cam kết cho các bác là thủ tục an ninh giấy tờ đảm bảo 100%. Giá trên chỉ là giá tham khảo và giá còn thương lượng thôi các bác ạ. Chiếc Toyota Camry 2.5Q này màu đen, nội thất cũng màu đen luôn. Xe thì còn rất là mới và đẹp. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 755 triệu, giá còn thương lượng và linh động một chút các bác nhé. Chiếc xe này hiện tại em cũng đã làm clip chi tiết rồi, nên hôm nay em chỉ quay qua sơ bộ cho các bác nắm qua sơ bộ thôi. Máy số zin 100% các bác ạ. Rất là đẹp đúng không các bác? Một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q, đề nổ start stop, nút bấm tích hợp vô lăng đầy đủ, nội thất kem các bác nhé. 2013, tuy đời hơi sâu một chút thôi nhưng mà Camry thì nó vẫn là một chiếc xe một chiếc xe phải nói là vẫn còn được đón nhận của người dân Việt Nam chúng ta, vẫn đủ sang trọng và lịch sự. Rồi, bên cạnh đây là chiếc xe Ford EcoSport 1.0 Turbo sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển Sài Gòn, đã rút hồ sơ cầm tay các bác nhé. Chiếc xe này chúng ta về Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Màu nâu cà phê, xe chạy có 2 vạn thôi, xe thì siêu lướt rồi. Bây giờ em quay qua nội thất cho các bác xem. Xe chạy 2 vạn các bác nhé. Đã rút hồ sơ cầm tay rồi, các bác nào mua về chúng ta chỉ việc sang tên 2% thuế trước bạ thôi. Về chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 595 triệu ạ. Giá còn thương lượng và linh động các bác nhé. Nội thất đen. Đây là hàng ghế thứ hai này. Màu nâu, nâu cà phê, hay là chúng ta còn gọi nó là màu đồng cũng được. Ford EcoSport 2018. Rồi, đi sang bên này đây. Bên em mới về thêm một chiếc xe Mazda này. Chiếc xe này là chiếc xe Mazda 3 phiên bản 1.5 số tự động. Đây là phiên bản hatchback các bác nhá. Sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển tỉnh. Nội ngoại thất trắng, nội thất màu đen. Xe này là phiên bản hatchback một đầu. Chiếc xe này chạy 6 vạn cây số. Về giá bán thì hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 501 ạ. Vâng, 501, giá còn thương lượng và linh động một chút. Cái phiên bản hatchback này thực ra nhìn là rất là thể thao và đẹp, màu trắng này. Biển tỉnh các bác nhá. Biển tỉnh. Đây, em quay qua nội thất cho các bác này. Đó, nội thất màu đen các bác ạ. Chất lượng xe của em thì các bác yên tâm nhé. Còn về giá cả thì các bác đừng vội chê cao, mà các bác hãy nên nhớ rằng là tiền nào của nấy và giá em còn thương lượng và linh động các bác ạ. Cái cốt yếu chúng ta đi mua xe cũ đó là cái xe nó phải chất. Chúng ta đừng vội đánh giá về cái giá xe vội các bác ạ. Màu trắng, rất là đẹp đúng không các bác? Mazda 3 2015 hatchback chạy 5 vạn, 501, giá còn thương lượng và linh động. Em về thêm được một chiếc xe Mazda 6. Hiện tại Mazda 6 em có tới 3 chiếc các bác nhé. Mazda 6 phiên bản 2.0 sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội.
một chủ sử dụng từ đầu màu xanh. Cái này là màu xanh da trời cũng được, mà màu xanh nước biển cũng được các bác này. Rất là đẹp này. Cái tầm giá loanh quanh 600 triệu thì Mazda 6 đúng là một chiếc xe phân khúc hạng D cũng rẻ nhất phân khúc rồi. Nó cũng là một chiếc xe khá là rẻ. Chiếc xe này bên em đang, chiếc xe này chạy 6 vạn cây số. Vâng, 6 vạn cây số, tên tư nhân biển Hà Nội. Màu xanh rất là đẹp. Con này là phân khúc xe hạng D, mà con trắng này là xe phân khúc hạng C. Đó, bây giờ em sẽ quay qua một phần nội thất các bác nhé. Rất là đẹp. Ô, Tuấn Anh ngồi trong này à? Cho anh quay nội thất cả. Đây là nội thất của chiếc Mazda 6 2015 đây các bác này. Xe chạy 6 vạn các bác nhé. Màu xanh. Em còn chiếc như này màu ghi nữa. Ngay sau đây em sẽ quay cho các bác xem. À, em quay sơ bộ như này thì các bác cũng nắm được về vấn đề chất lượng rồi. Là máy số cam kết cho các bác là máy số zin, chứ không phải là nói cam kết không là không, là các bác yên tâm nhé. Rồi đi sâu vào bên trong này là em có một chiếc xe Toyota Camry 2.0e 2016, tên tư nhân biển tỉnh, màu trắng 4.2 các bác ạ. Xe chạy 4.2 rất là mới và rất là đẹp luôn. Màu trắng này rất là hiếm. $750 triệu các bác ạ. Giá còn thương lượng và linh động, lốp còn theo xe các bác nhé. Màu trắng. Em quay qua cho các bác xem về cái nội thất của chiếc xe này. Hiện tại bên cửa hàng em còn là khá là nhiều xe, mà cửa hàng thì lại hơi nhỏ, nên do vậy là xe để dồn vào hơi khó quay phim một chút các bác ạ. Đó, xe chạy hơn 4 vạn, màn hình Android đầy đủ rồi. Đây là phiên bản 2.0e. Đó, rất đẹp đúng không các bác? Rồi, như vừa nãy em đã có giới thiệu cho các bác thì Mazda 6 em có tới 3 chiếc. Thì hiện tại chiếc màu xanh nước biển em vừa quay rồi. Còn đây là chiếc Mazda 6 2.0 sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội các bác nhé. Chiếc xe này thì lại màu ghi đá. Xe này chạy hơn 6 vạn một chút, nhưng mà chất lượng xe thì quá tuyệt vời luôn. Toàn xe đẹp các bác ạ. Mazda 6. Đây, các bác này. Chiếc xe này em cũng đang chào bán với giá là 601 ạ. Ghế chỉnh điện, tất cả mọi thứ đầy đủ các bác nhé. Nút bấm tích hợp vô lăng, đèn nổ start stop, cruise control đầy đủ. Xe D mà. 215 các bác nhé. Rồi, tiếp tục đi ra ngoài bên này thì em có tiếp tục một chiếc xe Mazda CX-5 nữa, mà chiếc xe này em cũng mới lấy về thôi. Trước mặt các bác đây là chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 một cầu, sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển Hà Nội. Xe chạy 5 vạn, màu trắng, nội thất đen, xe còn rất là mới và đẹp các bác ạ. Biển Hà Nội các bác nhé, đúng đời đúng biển 30E luôn ạ. 2017, 2.5. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 745 triệu đồng. Giá còn thương lượng và linh động các bác ạ. Em sẽ quay qua nội thất các bác nhé. Quan đợi em xíu, em mở chìa khóa. Anh Quân ơi, anh Quân mở giúp em cái chìa khóa xe này. Theo xe là vẫn còn zin và đẹp. Còn zin và đẹp luôn. Các bác đợi em xíu, em mở chìa khóa quay cái nội thất con xe này cho các bác xem nhé. Trước khi quay thì đây các bác nhìn con Camry này. Con Camry 2.5Q nhìn nó vẫn có một cái chất riêng. Nó có một cái gì đó gọi là nó sang trọng và lịch sự đúng không các bác? Toyota Camry 2.5Q nhìn quả vành 5 chấu cực kỳ đẹp và cực kỳ chất. Xe dài, to, rộng. Đó. Đây, xe CX-5 2017 đấy các bác. Xe chạy 5 vạn ạ. Xe có sao em chia sẻ cho mọi người như vậy, nên là mọi người yên tâm nhá. Em bán xe là các bác có thể là sẽ chê đắt, nhưng mà giá chúng ta còn thương lượng. Cái quan trọng là phải cái chất xe các bác ạ. Mang đến cho các bác những cái chất xe nó phải đẹp, là nó phải đúng giá trị. Còn thì buôn bán ai cũng có lãi thôi đúng không các bác. Đây này, em có một chiếc xe nữa, đó là Mazda CX-5 phiên bản 2.0 sản xuất năm 2015, tên tư nhân biển Hà Nội 81766, màu trắng. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 635 triệu các bác nhé.
215 ạ. Đó. Rất đẹp luôn. hai mười lăm các bác ạ. Rồi tiếp tục đây, có một chiếc xe thúc chuột nữa lại mới về, xin giới thiệu với các bác. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Corolla Altis 1.8G số tự động, sản xuất năm 2009, tên tư nhân biển Hà Nội, màu đen. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 405 triệu, giá còn thương lượng và linh động các bác ạ. Xe này hôm qua em đã làm clip chi tiết rồi các bác nhé. Xe chạy 10 vạn xịn. Xe nó không bị nhồ xe, nhề xe các bác nhé. Nó phải có hồn xe. Đã bán xe là phải bán xe chất. Các bác xem xe có thể qua địa chỉ 26 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các bác lên xem xe alo trực tiếp cho em Bình theo số điện thoại em để phần mô tả, để chúng ta trực tiếp xem xe. Đó, Corolla Altis 209 các bác nhé. Rồi, thì như tiêu đề em như hôm trước em cũng có giới thiệu cho các bác là chiếc Xpander 2019 màu trắng, số tự động, biển tỉnh này em có tới 3 chiếc các bác nhá. Em có tới 3 chiếc ạ, 601, giá còn thương lượng và bớt kịch sàn cho các bác luôn. Đó. Em có chiếc Accent này nhưng mà còn chưa xong về vấn đề thủ tục giấy tờ 2019 nên là cũng chưa chào bán được. Còn chiếc Mazda 3 2017 này thì em đã bán rồi các bác nhé. Đã nhận cọc và đang làm ngân hàng cho khách hàng rồi. Đi sang bên này đây là một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G số tự động, sản xuất năm 2015. Tên tư nhân biển tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay. Rất đẹp đúng không các bác? Chiếc xe này hiện tại em đang chào bán với giá là 605 triệu, giá còn thương lượng và linh động các bác nhé. Giá còn thương lượng và linh động. Màu đỏ, nội thất đen. Xe chạy cũng hơn 5 vạn. Xe rất là tươi xe và cứng xe, chứ không bị nhồ nhề. Rồi, một chiếc xe siêu bò tót đây. Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium, sản xuất năm 2017, tên tư nhân biển tỉnh. Nhưng chiếc xe này là gốc Hà Nội các bác nha. Do vậy là chúng ta nếu như mua chiếc xe này, chúng ta sang tên ở Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Màu xanh Kawasa, xe chạy ở hơn 5 vạn. Chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 775 triệu, giá còn thương lượng và linh động. Bởi vì xe nó còn khá là mới và khá là chất đẹp. Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium nhìn nó rất là thể thao và hầm hố đúng không các bác? Màu xanh này là màu xanh tím than các bác ạ. Còn Cerato này, Sorento này bán rồi các bác nhé, nên là em không quay. Chìa khóa lại bỏ bên trong rồi, thất mới lắm các bác ạ. Dạ vâng, thì vừa rồi em Bình đã giới thiệu cho các bác tất cả các xe mà hiện tại em còn đang bán tại cửa hàng. Bác nào quan tâm cái dòng xe nào thì alo trực tiếp cho em Bình theo số điện thoại em để phần mô tả. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi. Vừa rồi có rất là nhiều các bác đã lên ủng hộ em Bình trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.